Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay lại đi vào rừng nha mọi người. Hôm nay đi vào rừng là đi tìm rau rừng. Đi tìm rau rừng về ăn nha. Đây, theo kia những cái dãy họ phát trong kéo trong sẵn này. Tìm dấu tìm mang cái thứ nha. Số dấu này, dấu tàu bay này, dấu cải trời này, đi dạo một vòng, chúng ta đi tắt là số 7 luôn, mình mang theo một số 7 chuột, chỉ ra chỗ giày ông anh mình ngoài kia. Nói vài một số rau cải đến tốt rồi, vừa đây đến tốt rồi, chút ra mới ghé lên đó xem mà con thì lấy cả rau cải luôn rồi. Tiếp tục vào rừng, đi vào số rừng già này, đi đặt một số 7. Có cái chỗ đường họ phát vào đi đặt bầy, chuột thì càng ngày càng ít, người đi đặt bầy thì nhiều. Đấy, số vừa phát vào này, đường họ đi đặt này. Mình đi dạo vòng đến tận trên kia mà không có chỗ đặt thì thôi lại đi chỗ khác. Lại mưa xuống mọi người ạ, vừa đặt xong bầy, xong bầy là mưa xuống liền. Xem một số rau cải nhá. Đây rồi, nhiều rau cải quá. Xem này, rau cải này mọi người. Trời ơi. Đây này. Rau nhiêu thế này thì ăn kiểu gì hết đấy. Tí đến trên này. Nhiều dấu quá. Một đôi dấu. Thế mình số kéo này. Hôm bữa đốt đột cái phần này bị cháy hết đấy. Trong cả kéo, kéo với là sẵn, xem là sẵn vào luôn. Kéo sẵn, rau cải. Sao cái này tháo hồ mà ăn. Xem này. Dấu sạch. Dấu này. Dấu và dấu thôi. Còn đây là tên đoàn nữa. Xem hình như đến ở đâu bên kia vẫn còn. Nên tôi xem nhá.
chủ nào cũng thấy giống. Hình như là vải hết cả đôi luôn. Thấy một số đứa thứ này. Đây có số đây này. Khiếp khủng luôn, khiếp khủng rau luôn. Và cái đây thì ăn thế nào hết được. Phải nói là một đôi rau cải. Ra bên ngoài này còn nhiều này. Đường về nhá, làm đi xe về thì lo mọi người, thì về trơn lắm, đường này nguy hiểm. Đây này, ra ngoài này cũng có một số này. Ngoài nhiều này, trời ơi dấu ơi là dấu. Đây, xuống theo cái đuôi này toàn là dấu, toàn là dấu cải thôi. Lên trên là đỉnh đồi nhá, đi xuống thì chỗ ban đầu, xuống cái chỗ ban đầu chỗ vài nhiều dấu. Dấu cải ở nhà cũng có rồi, chỉ mình ngủ vài ở nhà một số mà đất vừa mới lấp lại đấy. Cái đất đỏ về lấp đỏ là vài dấu xuống cũng không tốt, chúng ta phải lấy một số dấu này về ăn. Đấy này, trên đỉnh này cũng có này. Mọi người có ai mua dấu không? Một đôi rau cải. Rau cải đôi. Còn lưa số củi đấy không hết. Thì gió lên nhỏ là vì lên dày đặc quá. Đây. Quá đặc luôn. Đặc quá không thể đo được. Mưa xuống là sương mù, không thấy gì luôn. Trên này có này, nước rất thưa này. Chỗ mình đặt bầy lúc nãy là tí trong kia mọi người. Trong có một số rừng già, là theo cái số rừng già trong kia. Xa lắm. Với súng ra rồi cũng không thấy rõ luôn, sương nhiều quá. Đây mọi người này, sổ rau cải này. Đây cái chỗ ban đầu nhá, súng ra bên dưới đó lấy một số sổ rau về ăn thôi. Cái phần này cũng phải dấu của mình nha mọi người. Phần này cũng phải dấu mình nha. Phần này là của anh trai mình thôi. Đôi này tôi kéo của anh trai mình. Cái sổ dấu này
chỉ dấu mình vải đấy nha. Mình ăn trộm một số nữa về luộc nha, rau luộc, rau xào. Mình ăn trộm một chút nha, mình ăn trộm một chút rồi đưa về ăn nha. Để rau thôi, ăn trộm rau. Chặn tươi lấy xong số dấu đây thì mới xuống rồi, lấy được ít dấu là thì mới xuống rồi. Mới kiểu này giờ tớn lắm đây, đi xe nguy hiểm. Mới kiểu này đi xe khổ lắm, đường này tớn lắm. Đây, số dấu mình lấy lúc này đây. Số dấu cải nha, lấy bằng này thôi. Lấy vừa ăn. Nhớ mà lấy từng này thôi. Lấy nhiều ăn không hết. Vậy là đây có số rau rừng nhá. Có số dấu trâu bấy này. Tàu bay hay thường gọi là rau cải trời này, với là rau dớn, một số là rau tầm bóp, như loại rau lắm, rau tổng hợp. Đường này trấn kiểu này dù về nguy hiểm lắm này. Không có gì ngoài dấu. Cái đám ơi. Video mình ở đây tạm dừng nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nhá. Xin chào tất cả mọi người. Như lo về này, ra bên ngoài có một số khó đi lắm. Do xe máu đi nhiều quá này. Nếu mưa xuống chiều này thì lúc vào thì chưa mưa. Về thôi.